Kính thưa quý vị, đối với nhạc sĩ Giao Tiên, đi cả một vòng đời trải qua biết bao thăng trầm kinh nhục, để rồi trở về thênh thang vó ngựa trên đồi cỏ non, xin được trình bày qua tiếng hát của Thức Trần. Các bạn bị làm gì? Ví dụ. Dạ, và đồ ăn bên đây còn nhiều lắm nha, nhưng mà quý vị nào chưa ăn, xin là thưởng thức của nhà bếp. Cái những món của anh đàn trai của Pháp Điện Kinh Đăng Quang. Thầy Quang Minh của chùa Minh Đăng Quang
muốn được gửi đến quý Phật tử đồng hương những vần thơ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin mời thầy Quang Minh, vừa là nhạc sĩ, vừa là thi sĩ, vừa là họa sĩ. Cảm ơn cô. Thưa quý thầy, quý Phật tử, hôm nay tôi không có trong chương trình này, nhưng mà để muốn thay đổi không khí một chút xíu, thầy nghe tôi lên đây tôi nói lào lao, muốn để cho cái không khí nó không bị căng thẳng. Thưa quý vị, ngày xưa đó, quý vị có thường nghe là thơ con cóc không? Là thơ con cóc, cái câu chuyện đó vậy. Hồi đó có ba cái anh chàng đó, anh khờ lắm. Anh mới nói rằng bây giờ mình không biết làm cái gì, thôi mình làm thơ đi. Thì ba anh mới nói, có lý lắm. Bây giờ ngồi không biết làm gì thì làm thơ. Thì anh thứ nhất, anh ấy thấy con cóc đi ra. Anh nói, bây giờ ba đứa mình làm bài thơ này đi. Cái người thứ nhất, anh nói rằng, con cóc trong hang, con cóc đi ra. Úi dồi, mấy ông kia ông sợ quá, ông nói quá hay. Cái anh thứ hai ông nói là con cóc đi ra, con cóc ngồi đó, ui cũng quá hay. Và cái anh thứ ba ông nói con cóc ngồi đó, con cóc bỏ đi, ui dồi hay quá. Mà bây giờ ba anh ấy nói làm sao biết không? Anh nói thôi chết rồi. Những thi sĩ mà nổi tiếng là sẽ chết, bởi vì trời không cho mấy cái người thi sĩ giỏi sống đâu. Vậy bây giờ chúng ta đó quá giỏi, thành ra có thể chúng ta sẽ chết sớm. Thì y như rằng mấy anh ba anh đó giỏi quá, thành ra anh chết ngắt. Thưa quý vị, có một người mà dở đó, một người dở hơn ba cái người đó còn sống tới ngày hôm nay. Thưa quý vị là ai biết không? Tôi. Thưa quý vị, tôi làm thơ cũng nhiều, bởi vì làm cho vui vậy thôi. Nhưng mà có nhiều người hỏi bảo, ủa thầy ở chùa Minh Đăng Quang, cái chùa Minh Đăng Quang đẹp nhất ở cái vùng này mà thầy làm thơ những cái chùa khác, mà sao thầy không làm thơ chùa Minh Đăng Quang, nơi cái thầy mà nơi thầy đang tu? Tôi mới giật mình, tôi nói là tôi nghĩ bụng, tôi bảo là mình có cái tật là cứ đi hướng bên ngoài nhưng mà mình không hướng nội. Thì thưa quý vị, chùa Minh Đăng Quang này đã làm cho tôi cảm xúc và tôi làm nhiều thơ lắm. Nhưng mà tôi không biết bài nào hay. Bây giờ tôi bốc đại một cái bài để tôi đọc, để quý vị nghe thở nha. Cái bài thơ đó là Pháp Viện Minh Đăng Quang. Bốn bức thềm cao nền ngôi chùa, tường vuông cao vút vẽ nên thơ, mái cong đỏ gạch bưng khuâng mộng, chuông mõ ngân nga chẳng bến bờ. Điện Phật uy nghi chói sáng ngời, Phật đang thuyết pháp tỏa muôn nơi, Quan Âm cười mỉm thương nhân loại, hình tổ thanh cao nét sáng ngời. Con đốt nhang thơm lạy Phật trời, cho con tu học được đến nơi, gia đình êm ấm trong tình đạo, hạnh phúc thuận hòa tâm thành thơi. Vườn cây xanh mướt bóng mát râm, che nắng mùa hè ai đến thăm. Lối đi sạch đẹp vui chân bước, quên cảnh bon chen trốn bụi trần. Đàn bướm tung bay trong nắng xuân, nghìn hoa đua nở sắc dọn sắc bâng khuâng. Em về nhớ mãi ngôi chùa đẹp, nhắc mẹ lên thăm mỗi cuối tuần. Các thầy đức độ nhắc nhở tu, hình ảnh người cha sáng thiên thu,
niệm kinh chuyển đổi, ba oan trái, hạnh phúc trong tay, ai biết tu. Chùa này nghiêm tịnh chỉ để tu, chẳng buôn thần thánh Phật pháp lưu, vang tiếng kinh cầu với bể khổ, giải thoát lầm mê trốn bụi mờ. Bát ngát trời xanh cây trúc xinh, đong đưa hoa dại màu vàng anh, gió xuân thơm ngát mùi hoa lý, chuông vẳng xa đưa nghe hiền linh. Em hỏi chùa mình bao nhiêu tuổi, người Việt vượt biên đến xứ người là tuổi của chùa, chia gian khổ, mái chùa ấm ủ ấp ủ, kẻ đơn côi. Hồng chung vang dội mỗi chiều rơi, vang đến cõi trời khắp nghìn nơi, vang rền địa ngục thôi đau khổ, hạnh phúc muôn loài hoa cỏ tươi. Bồ đề cao vút gió ngả nghiêng, nhắc nhở nghìn xưa Phật tọa thiền, tìm ra chánh pháp cho nhân thế, còn nay trống vắng chẳng ai tìm. À, thưa quý vị, nó còn dài một chút xíu nữa mà, nhưng mà tôi thấy cái khúc đó cũng đủ rồi. Nó hay á thì cũng đủ hay rồi, mà nó dở đó thì có đọc thêm nó cũng dở. Mà một lần nữa xin cảm ơn quý thầy và xin cảm ơn quý Phật tử. Xin cảm ơn thầy.